Dũng sĩ Hetman tập 86, viên kim cương thần bí. Khi Hetman biến hình lại như cũ thì chiếc phi thuyền của Leozov đã bị cắn nát, bẹp rúm rơi xuống đất trông thật thảm hại. Kíp và Huy Hùng liền rời khỏi Hetman phóng xuống đất. Chúng ta đưa họ ra ngoài đi, không còn kịp nữa đâu, họ chết cả rồi. Quả thật, sau khi đưa ra ngoài, Leozov và Phantom chỉ còn là hai cái xác đẫm máu. Leozov chưa chết nhưng lão sợ bị bắt nên cố nín thở, nằm im giả như chết. Bất ngờ Huy Hùng cảm thấy choáng váng như muốn ngất đi. Trời ơi Huy Hùng, có chuyện gì thế? Em không biết nữa, khó thở quá. Đúng rồi, mình cũng vậy. Trời ơi, chất độc hóa học lan tới nơi rồi. Đúng lúc Kíp cũng sắp sửa ngất đi thì Hetman đã đưa tay hút lấy cả hai người lên. Đoạn phóng vút lên rời khỏi hành tinh Zenith vì phóng xạ và chất độc hóa học do những quả bom của lão gây nên đang lan tỏa khắp hành tinh. Nguy hiểm thật, tác hại do những quả bom của lão thật là khủng khiếp. May mà chúng ta đã kịp thời thoát khỏi hành tinh ghê rợn ấy. Đợi cho Hetman đi rồi, lão Leozov mới chồm dậy định chùi vết thương trên mặt. Nhưng trời ơi, sao tối đen vậy nè? Thì ra chất độc hóa học đã ngấm vào vết thương trên mắt nên Leozov bị mù hẳn, không còn nhìn thấy đường nữa. Mặc dù bị vấp té liên tục nhưng lão cố sức chạy cho thật xa. Mãi một lúc sau, lão kiệt sức ngã chúi xuống đất. Đúng lúc đó, vô tình đội bay cứu nạn của Thiên Hà Genesis bay ngang qua. Ở dưới Bedan vừa có một vụ nổ nguyên tử, chúng ta xuống cứu họ đi. Nhưng còn ai sống nữa đâu, chẳng bắt được tín hiệu gì cả. Phóng xạ dưới ấy rất nguy hiểm. Dù còn một người sống sót cũng phải cứu, đáp xuống đi. Chiếc phi thuyền lượn quanh rồi bay sát mặt đất để tìm kiếm. Vừa trông thấy Leozov, đội cứu nạn liền hút lão lên. May quá ông ta vẫn còn sống, thử tìm xem còn ai khác nữa không. Không còn ai nữa, mọi người đều bị phóng xạ tiêu hủy cả rồi, chúng ta đi thôi. Hừm, ai lại dám sử dụng vũ khí nguyên tử vậy nhỉ? Tòa án vũ trụ sẽ có lệnh, đã có lệnh cấm sử dụng loại vũ khí nguy hại này từ lâu rồi mà. Leozov được cứu nạn gấp rút đưa về Genesis để chữa trị. Chỉ huy trung tâm không gian Genesis là thống chế Pacma chạy ra hỏi: Sao họ bị đầu độc à? Dạ không, ông ta bị phóng xạ nguyên tử và chất độc hóa học làm cho mù mắt. Đưa vào phòng cấp cứu ngay, chữa trị cho ông ta đã, rồi ta sẽ tìm thủ phạm gây ra vụ nổ nguyên tử sau. Leozov đã hồi tỉnh và nghe được tất cả. Chờ cho họ chữa lành mắt đã, rồi ta sẽ tìm cách đối phó. Sau đó, đặt viên kim cương vào máy phóng bức xạ ánh sáng đi. Pacma liền gắn viên kim cương vào máy, ánh sáng thần bí từ nó phát ra được truyền vào một trường bức xạ, phóng thẳng vào mắt Leozov, làm cho các tế bào mắt kích thích trở lại, đẩy các chất độc hóa học ra ngoài. Tẩy rửa các hóa chất trên mắt ông ta đi, ông ta bắt đầu phục hồi thị giác rồi đấy. 2 phút sau. Trời ơi, cảm ơn các ngài, tôi đã thấy đường rồi, cảm ơn, cảm ơn. Ông đừng quan tâm đến việc ơn với nghĩa làm gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi thôi. Xin ông hãy lại đây, điều chủ yếu là chúng tôi cần biết kẻ nào đã gây ra vụ nổ bom nguyên tử. Chúng tôi phải tìm ra thủ phạm để đưa ra tòa án vũ trụ xét xử. Vâng thưa ngài, tên tôi là Leozov, người ở Zenith. Đã chuẩn bị từ trước nên Leozov liền nói dối. Chính bọn Arus đã đến hành tinh của chúng tôi gây ra. Các ngài có thể kiểm tra lại dấu chân của Hetman vẫn còn in hẳn rành rành ở đó. Được rồi, ông hãy ở lại đây chờ đợi, tôi sẽ cho người kiểm tra lại sau. Hà hà, thế càng tốt, ta sẽ tìm cách cướp được viên kim cương thần bí kia. Thống chế Pacma liền cử một phi thuyền bay trở lại sau Zera để dò tìm dấu vết. Leozov thừa cơ hội được tự do nên lão nạp năng lượng vào người. Bất ngờ một vệ binh xông vào phát hiện được. Leozov, ông làm cái gì thế? Mới nạp năng lượng nên Leozov xoay người lại ra tay nhanh như chớp. Người vệ binh bị lão hạ gục trong nháy mắt. Chết này, bốp. Lão đưa anh ta xuống hầm sâu, đợi cho anh ta tỉnh lại rồi bắt đầu tra hỏi. Thằng khốn, viên kim cương ấy giấu ở đâu rồi? Lão trả ơn chúng ta như thế à? Đồ phản bội, có chết ta cũng không nói. Mắt Leo dốc long lên sòng sọc, nhờ có bức xạ của viên kim cương nên đôi mắt như phát ra tia sáng thôi miên. Người vệ binh bị khống chế toàn thân, anh ta không còn làm chủ được mình nữa. Được, được, tôi sẽ nói. Sau khi biết được nơi cất giấu, Leo dốc thẳng tay giết chết không hề thương tiếc.
Đoạn lôi xác hắn theo đường hang sâu quăng xuống vực thẳm để phi tang. Biết được địa điểm nên lão bất ngờ ra tay hạ gục hai vệ binh canh giữ một cách dễ dàng. Bốp bốp. Họ chưa kịp nhấn nút báo động thì đã bị Leo Zop giết chết. Lão lục tìm tấm thẻ mở khóa bằng mã số rồi gắn vào bộ phận mở tủ. Sau đó, hà hà, bây giờ viên kim cương đã ở trong tay ta. Chúng có phát hiện thì ta cũng không còn sợ nữa. Vừa giấu xác hai vệ binh xong, lão bước ra ngoài thì gặp thống chế Pacma đi tới. Ông nói đúng, đội kiểm tra của chúng tôi vừa từ dê ra về đến. Thủ phạm không ai khác hơn là Azot. Chúng tôi đã tìm ra dấu vết của dũng sĩ Hetman ở đấy. Hừm, thằng robot ấy mà gọi là dũng sĩ à? Nó là tên xâm lược giết người rất dã man. Từ trước tới nay chúng tôi vẫn quen gọi Hetman như vậy. Nay có sự việc này xảy ra, chúng tôi cần đến Arus điều tra xem sự thật thế nào rồi tòa án vũ trụ sẽ phán quyết. Ông cùng đi với chúng tôi để làm nhân chứng chứ? Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng. Tất cả chuẩn bị lên đường ngay. Đi theo bọn chúng càng tốt, ta sẽ dễ bề hành động. Thống chế Bác Ma cùng bốn sĩ quan khác đưa Leo Dốc lên đường đến Azot để đối chất. Họ quá gấp gáp nên không hề biết rằng ba vệ binh đã bị giết và viên kim cương trong chiếc tủ bí mật không còn nữa. Lúc ấy ở Arus, giáo sư biết không, lão Leo Dốc thật là ghê gớm. Nếu Hetman không kịp biến hình thì chúng tôi khó thoát được. Từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu hệ thống biến hình ấy để tăng các tính năng Hetman được nhiều hơn. Ngay lúc đó, này Kip, có điện từ ngoài không gian gửi đến chúng ta. Alo, chúng tôi là lâu đài mãnh sư ở Arus đây, có chuyện gì thế? Chúng tôi từ thiên hà Genesis đến, chúng tôi cần gặp các bạn để xác minh một chuyện quan trọng. Được rồi, chúng tôi đợi quý ngài đây. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao ở Genesis lại tìm đến mình? Chắc vụ này có liên quan đến Leo Job đây. Bấy giờ ở trong không gian phi thuyền của Pacma đang trên đường bay tới Arus, bất ngờ nhận được điện từ trung tâm không gian của Genesis gọi tới. Nguy quá thưa ngài, viên kim cương đã bị mất cắp và ba vệ sĩ đều mất tích. Lạ thật, không lẽ chính là Leo Job? Muộn rồi đấy, Pacma, đứng yên đấy. Hừm, đồ khốn kiếp, ngươi trả ơn chúng ta như thế à? Hà hà, ngươi nhấn nút báo động làm chi vô ích? Xem đây nè, Leo Job mở cửa, bốn viên sĩ quan đã bị lão sát hại từ lúc nào? Lợi dụng lúc mở cửa, Pacma chụp lấy súng bắn xối xả về phía Leo Job, nhưng vì có viên kim cương trong người nên lão vẫn không hề hấn gì. Hửm, chính lão đã kiếp viên kim cương thần bí rồi nên mới không hề gì. Bạc Ma định nhảy qua khoang cứu nạn để thoát thân, nhưng Leo Job đã nhanh hơn, móc viên kim cương ra chĩa thẳng vào Bạc Ma. Bạc Ma như bị điện giật ngã gục xuống. Hà hà, viên kim cương này có luồng bức xạ thật là khác thường. Leo Job dùng còng khóa tay Bạc Ma lại một góc. Ta sẽ dùng ngươi làm con tin để đến Arus nói chuyện với chúng nó. Đồ phản bội, thì ra thủ phạm vụ nổ nguyên tử chính là ngươi chứ chẳng còn ai khác. Bây giờ ngươi biết được điều ấy thì đã muộn rồi, Pacma. Nếu Hetman tấn công thì ngươi sẽ là người chết trước. Hừm, Leo Job, ngươi sẽ không thoát khỏi lưới pháp luật đâu. Leo Job chỉ cười khinh khỉnh rồi quang sát bốn viên sĩ quan ra khỏi phi thuyền. Đoạn phóng vút về Arus không hề sợ hãi vì hắn đã nắm rõ những tính năng kỳ diệu của viên kim cương thần bí. Lúc ấy ở Arus, các bạn đã chờ sẵn trong Hetman để đề phòng nên đã nhận được tín hiệu của phi thuyền. Họ đến rồi đấy. Ở Genesis là người thế nào nhỉ? Giáo sư nói họ cũng là người tốt như Garrison vậy. Từ trên cao, Leo Job đưa phi thuyền nhẹ nhàng bay xuống. Chúng ta ra ngoài xem thế nào. Các bạn chưa kịp ra ngoài thì phụt phụt. Sự việc hết sức bất ngờ nên Hetman bị trúng đạn ngã nhào về phía sau. Trong lúc Hetman tái tạo vết thương thì Leo Job đã rời khỏi phi thuyền và biến thành một quái nhân khổng lồ. Ha ha, bọn bay hết thời rồi, mau giao lâu đài lại cho ta ngay. Trời ơi, lão Leo Job ấy vẫn còn sống. Bảo mọi người ra khỏi lâu đài ngay, ta đếm đến ba mà không thi hành thì ta sẽ phá nát lâu đài ngay. Đúng lúc đó thì Hetman đã tái tạo xong, chồm dậy tấn công như chớp nhoáng. Dầm. Đoạn phóng luồng hổ quang tạo thành hai gươm ánh sáng. Leo giúp lùi lại hét lớn. Hetman, đây là thống chế Pacma ở Genesis đang ở trong tay ta. Nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, ta sẽ bóp lão nát như cám. Trời ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ để tôi chết, hãy tiêu diệt lão đi. Đúng lúc đó, Gắt cô tàng hình phóng vút ra, bám lên
bám chặt vào tay lão rồi tung luồn điện chết làm lão phải buông tác ma ra. Leo giúp định chụp lại nhưng Gatco đã hiện hình ôm lấy thống chế Pac Ma bay đi. Hờm, thì ra tên tóc đỏ ấy có sợi dây tàng hình. Hetman thấy vậy liền xông đến. Leo giúp hãy xem đây. Leo giúp liền móc viên kim cương ra phóng luồng bức xạ đến. Hãy xem đây. Nhưng Hetman là một robot nên không bị ảnh hưởng bởi bức xạ. Cứ việc xông đến chém thẳng vào lão, khiến lão phải lùi lại để tránh né. Lão liền nuốt ngay viên kim cương vào bụng. Toàn thân lão sáng rực lên như một từ trường bức xạ ánh sáng. Bộ phận tự động của Hetman liền thông báo: tất cả hụp người xuống, đừng nhìn vào lão mà mù mắt bây giờ, để mặc tôi tự đối phó với lão. Leo Zop liền phóng luồng điện ánh sáng đến. Hetman liền lách người qua một bên để né tránh, khiến luồng điện trúng phải lâu đài làm một mảng sập xuống. Hetman liền xông đến chém xả vào người hắn, nhưng hắn như làm bằng ánh sáng nên không hề gì. Cứ việc đâm nữa đi thử xem ta có chết không nào. Lợi dụng lúc đang áp sát, lão chập tay lại tung luồng điện cực mạnh tấn công Hetman. Tầm. Thấy Hetman bị trúng thương, lão cười lên đắc thắng. Ha ha, ngươi không cự nổi viên kim cương thần bí này đâu. Đành phải tạm thời rút lui thôi, nếu không lão sẽ phá hủy lâu đài mất. Được rồi, ta sẽ tìm cách đối phó sau. Leo Zop liền chập tay lại, xông đến lần nữa. Nhưng khi luồng điện ánh sáng phóng đến thì Hetman đã tàng hình biến mất. Ha ha, ta biết ngươi hết thời rồi mà. Lão liền thu nhỏ người lại rồi xông thẳng vào lâu đài. Nhưng tất cả mọi người đã rút đi từ lúc nào, toàn lâu đài không một bóng người. Hờm, thế nào tao cũng tìm ra bọn mày thôi. Lão liền vận hành máy móc để tìm mật mã mở các kho chứa năng lượng, nhưng tất cả máy móc đều bị ngắt mạch không còn hoạt động được nữa. Hờm, đã vậy tao sẽ phá nát cho mà xem. Dầm. Lúc bấy giờ ở bên ngoài, Hetman đã hiện hình trở lại. Gatco cũng đưa thống chế Pacma tìm đến rồi kể lại hết mọi chuyện. Viên kim cương ấy rất nguy hiểm, làm sao dụ lão ấy được. Nó ra ngoài thì mới thắng lão được. Mọi người cứ chờ sẵn ở đây với Hetman, tôi và Huy Hùng sẽ vào lâu đài tìm cách đối phó. Các cậu nhớ đấy, nếu lão chiếu viên kim cương ấy vào người thì các cậu sẽ bị thôi miên tê liệt ngay tức khắc. Được rồi, tôi sẽ kiếm cớ để dụ lão. Nói xong, Kíp và Huy Hùng liền phóng vút đi. Hai bạn xâm nhập vào lâu đài không có gì khó. Bấy giờ Leo Zop đang phá phách bên trong lâu đài. Hừm, thế nào ta cũng sẽ tìm ra mã khóa năng lượng mà. Dầm. Kíp bất ngờ xuất hiện hét lớn. Dừng lại. Hừm, bây giờ mày mới dám ló mặt ra à? Leo Zop, ông muốn gì? Ngươi còn phải hỏi nữa à? Mau đưa mã số khóa năng lượng ra đây. Nhưng ông dùng năng lượng ấy để làm gì chứ? Ngươi không có quyền hỏi. Đưa cho ta ngay, nếu không ta sẽ giết chết bây giờ. Hetman còn chưa cự nổi ta, huống gì là ngươi. Ông cứ giết chết tôi đi, trong lâu đài này chỉ một mình tôi biết mật mã đó mà thôi. Giết đi. Mắt Leo Zop long lên sòng sọc nhìn xoáy vào Kíp để thôi miên. Nhưng Kíp đã có bộ phận phản quang gắn trên áo giáp nên cậu chẳng hề hấn gì. Ông định thôi miên tôi đấy à? Tôi đây là vệ binh Genesis, đâu mà dễ dàng bị khuất phục như thế. Hừm, đã vậy thì tao sẽ giết mày. Ông cứ giết tôi đi, tôi thà chịu hy sinh chứ không bao giờ để kho năng lượng lọt vào tay ông. Leo Zop đâu biết rằng Kip đang cố tình dụ lão để lão móc viên kim cương ra. Hừm, thế thì tao sẽ cho mày biết tính năng của viên kim cương này. Lão liền ói viên kim cương ra rồi chĩa vào Kip. Đúng lúc ấy, Huy Hùng đã chờ sẵn ở phòng bên, vung bàn tay ma thuật ra làm đánh rơi viên kim cương khỏi tay lão. Đoạn ôm chặt lão bay vút ra ngoài. Kíp không dám nhìn, xoay người cởi chiếc áo giáp ra. Đoạn chụp lấy viên kim cương che luồng bức xạ lại. Vừa ra đến bên ngoài, Leo Zop mới trấn tĩnh. Lão tức giận biến thành khổng lồ để giết chết Huy Hùng. Song Huy Hùng đã dùng bàn tay ma thuật đối phó với lão rất quyết liệt. Dầm. Mất viên kim cương, lão như người điên dại quyết giết chết Huy Hùng cho hả giận. Lúc ấy Kíp dùng ván trượt bay ra ngoài tìm đến Hetman. Đoạt lại viên kim cương rồi, chúng ta mau tấn công bắt sống lão đi. Kíp liền vào trong rồi cùng Hetman xông đến. Hetman lao vào tấn công bất ngờ làm lão vô cùng luống cuống. Dầm. Liệu bề kháng cự không nổi nên lão liền thu nhỏ người lại rồi độn thổ xuống đất. Hetman liền chặn trước cửa lâu đài phát tín hiệu dò tìm, sợ lão xâm nhập vào lâu đài lần nữa. Ngờ đâu lão đã trồi lên, chui vào phi thuyền của Pacma khởi động bay vút lên.
Hetman định đuổi theo thì Kip liền ngăn lại. Khỏi cần, Gatko đã mai phục ở trong phi thuyền rồi. Thật vậy, Gatko đã chờ sẵn trong phi thuyền mà lão vẫn không hề biết, cứ đưa phi thuyền trốn chạy. Hừm, bọn nó tưởng dễ dàng tóm được ta à? Ngờ đâu Gatko đã đứng sau lưng lão tự bao giờ. Đứng yên, lão không thoát được đâu. Leozop đang hốt hoảng thì Gatko đã xông đến khóa chặt. Gatko chưa kịp hút năng lượng thì lão đã vòng tay ra phía sau tháo sợi dây lưng tàng hình của cậu ra. Đôi bên giằng co nhau quyết liệt làm chiếc phi thuyền chao đảo trên không. Gatko quyết dùng nguồn điện chết để tiêu diệt lão, nhưng không còn kịp nữa, lão đã mang sợi dây tàng hình và bấm nút. Gatko liền mở cửa phóng ra ngoài, vừa kịp lúc chiếc phi thuyền đâm sầm xuống đất nổ tung. Bấy giờ, ở trong buồng lái của Hetman, lão ấy đã tiếp năng lượng vào viên kim cương, phát ra bức xạ rất mạnh, ta phải giấu nó vào một hộp kín mới được. Chúng ta để nó vào trong khoang nhỏ này được không? Bất ngờ, có tiếng nổ, chuyện gì vậy? Báo động phi thuyền của Gatko và lão ấy đã bị nổ tung rồi. Đúng lúc đó, Bạc Ma bị một cú đấm vô hình như trời giáng làm văng viên kim cương ra khỏi áo giáp. Trời ơi, có kẻ tàng hình. Đó chính là Leozop, lão chụp lấy viên kim cương và hiện nguyên hình. Nhưng bộ phận tự động của Hetman đã đẩy lão ra ngoài ngay tức khắc. Nhanh như chớp, lão biến thành khổng lồ rồi lại nuốt viên kim cương vào bụng. Ha ha, bọn bây có đủ sức kháng cự ta không? Tưởng rằng Hetman lùi lại sợ hãi, ngờ đâu Hetman vẫn bình tĩnh phóng luồng hồ quang tạo gươm ánh sáng. Hắn biến thành bức xạ ánh sáng thì chúng ta không đương cự nổi đâu. Các cậu cứ yên tâm, đó là viên kim cương giả thôi. Viên kim cương thật tôi đang giấu trong người đây này. Trời ơi, thật thế à? Sao ngài có nó mà cháo đi nhanh vậy? Tôi luôn mang nó trong mình để đề phòng bất chắc. Các cậu biết đấy, bọn quái nhân cứ luôn muốn chiếm đoạt viên kim cương ấy, nên phòng khi chúng bắt được tôi, chúng sẽ chỉ lấy được của giả mà thôi. Bên ngoài, Leo giúp cậy mình đã nuốt viên kim cương thần bí nên xông đến phóng nguồn điện tấn công. Nhưng luồng điện của hắn không còn mạnh như trước nên Hetman chống trả dễ dàng. Hetman lao tới tấn công liên tục làm hắn trở nên luống cuống. Lạ thật, không lẽ viên kim cương hết tác dụng rồi à? Leo giúp đến giờ đền tội của lão rồi đây. Thôi rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa, viên kim cương chết tiệt. Hetman xông tới tấn công như vũ bão làm lão phải thu nhỏ người lại. Hắn tàng hình rồi kìa. Không sao đâu, viên kim cương giả ấy không thể nào tàng hình theo được đâu. Nhìn kìa, có ánh sáng lấp lánh phía trước. Đúng rồi, đuổi theo mau lên. Hetman thu gươm rồi phóng vút lên đuổi theo. Đôi bên đuổi theo giáo giết ngoài không gian, nhưng vì tín hiệu tàng hình của Leozop bay nhanh bằng vận tốc ánh sáng nên Hetman khó bể theo kịp. Cuộc rượt đuổi càng lúc càng quyết liệt, nhưng khoảng cách ngày một xa dần, khó lòng bắt kịp. Hờm, thì ra lão bay về hướng sao dê ra. Leozop đâu biết rằng Gatko đã mượn một sợi dây lưng tàng hình khác và đến sao dê ra chờ sẵn từ trước. Phóng xạ đã tan nên lão cứ an tâm đáp xuống. Leozop liền nhấn nút hiện hình trở lại. Gatko bắt được tín hiệu của sợi dây tàng hình nên dễ dàng tìm đến mà lão không hề biết. May mà có sợi dây lưng này nên ta mới thoát được. Nhưng Gatko đã tàng hình xông đến đoạn đoạt lại sợi dây lưng dễ dàng làm Leozop vô cùng ngạc nhiên. Nhanh như chớp, lão độn thổ xuống đất tìm cách trở về căn cứ của mình. Tuy phía trên đã bị bom nguyên tử tàn phá nhưng phía dưới lòng đất căn cứ vẫn còn y nguyên. May quá, đường vào đây rồi. Leozop liền nhanh chóng nạp thêm năng lượng vào người. Sau đó lão dùng màn hình theo dõi phía trên mặt đất. Hờm, thằng tóc đỏ ấy hiện hình trở lại rồi. Hắn đã đoạt lại dây lưng tàng hình. Lúc ấy ở phía trên, căn cứ của lão đã bị phá nát rồi. Thế nào lão cũng còn đang ẩn nấp ở đâu đây mà thôi. Bất ngờ một bàn tay khổng lồ thò lên chụp lấy Gatko trong nháy mắt, rồi hút hết năng lượng trong người cậu. Đó chính là Leozop, lão đã biến thành khổng lồ chồm dậy từ lòng đất. Ha ha, phen này mày đừng hòng thoát chết. Nhưng Hetman đã từ trên cao phóng xuống kịp thời. Dầm. Leozop đang bàng hoàng thì Hetman đã hút lấy Gatko vào trong. Lão liền thọc tay xuống căn cứ rồi kéo lên một bồn chứa, rồi dùng sức ném về phía Hetman. Hetman đã nhanh chóng tạo một thanh gươm nên xoay người phá nát trong nháy mắt.
Trời ơi, thì ra đó là chất độc hóa học. Hetman thu gươm lại rồi phóng ra hai luồng gió cực mạnh. Toàn bộ chất độc hóa học bị đẩy ngược về phía lão. Ôi! Lê Ô Dốc kêu lên kinh hoàng, lão đã bị chính chất độc của mình hủy hoại da thịt. Rất là ghê sợ. Lão liền gom hết năng lượng rồi thu nhỏ người lại bay vút lên trốn thoát. Đúng ngay lúc đó trên bầu trời xuất hiện đội bay từ thiên hà Genesis đến tiếp cứu cho thống chế Pac Ma. Vừa trông thấy Leo Zop bay lên, họ liền tung hỏa lực tấn công tới tấp. Kẻ phản bội bị tiêu diệt trong nháy mắt. Sau đó, cuối cùng thì viên kim cương đã trở về với chủ nhân của nó thôi. Chúng tôi trở về đây, dù ở Garrison hay ở Genesis, chúng ta hãy đều là anh em trong vũ trụ cả mà. Hết.